Xin đại chúng hãy cùng chắp tay hướng về hình ảnh Đức Thế Tôn khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, mà chúng ta đọc lên ba lời phát nguyện nương tựa Tam Bảo. Please keep your hand joined, thinking about the Buddha, reflect on his practice. We will now recite the three refuges. Xin đại chúng cùng nói theo. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. The one who shows me the way in this life. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge. I take refuge. In the Dharma. In the Dharma. The way of understanding and love. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge. I take refuge. In the Sangha. In the Sangha. The community. The community. That lives in harmony. And awareness. And awareness. Good evening, my dear friends. Today is Sunday, January 17th, 2016. We are very happy to be together in Thanh Đức Temple in order to celebrate the Enlightenment Day of the Buddha. This is the day for all of us to commemorate more than 26 centuries ago. In India, there was a prince who renounced his throne as the king, and he deeply practiced. After 6 years and 49 days, he totally understand the true facts of life. We now call him a Buddha. Whenever you step into a Buddhist temple, you see we have a large statue of the Buddha right in the main hall. And that is the Buddha, the main Buddha, which we call Shakyamuni Buddha. That is his name. Usually we pronounce in Vietnamese, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni is the translation, is the pronunciation from the original term Shakyamuni. Shakya means the one who able to. Muni means silence. Shakyamuni means the one who able to live silently. That another way, another explanation is the one who able to come back, to come back to himself. We used to have a habit to look outside in order to inform something, in order to judge, but we very rarely have time to come back to reflect
from ourselves. And because we forgot to reflect back to us, that's why sometimes we forgot our mistakes. We forgot what we have done wrong, but we're willing to inform someone else wrong. And that's why problems, difficulties, suffering continue in our life, not have a chance to stop. If you want to your problem to be stopped, you want to transform your suffering, you want to release your suffering, or you relieve your suffering, instead of pointing to someone else and let them know that their fault, we also need to come back to ourselves and see what's wrong from us first. The war, the argument only can be solved after that. So what is the Buddhist practice here? To come back to ourselves is the most important. That's why in Buddhist practice, we used to have a very wonderful practice. It's called meditation. You see, you look at the Buddha's statue and you see that the Buddha sits silently, his eyes closed, or he looks halfway down. And if you look someone practice meditation around you, you also will see they look down. Instead of opening widely, meditation, look down. And that is the reminding. We always need to come back to reflect on ourselves first. If you carefully reflect, and you will realize that we have two kind of mirrors. We have two kind of glass. The clear one we used to put on the window. That is the one for us to see things through from outside. But we also have another mirror with coated at the back. We only can see ourselves when we look at it. So we need two kind of mirrors in our daily life. Sometimes we only use one kind of mirror to look through so we can see everyone outside. But what about before we go out? We used to go to the washroom, look at the mirror to see what's wrong on our face before we walk out. So make sure we look nice. Make sure we look nice before we walk out. And that kind of mirror is also needed for our life. We need that kind of mirror to reflect back to us what we have done. If we are able to understand things clearly, we will be more accept, less complain. But we used to complain more than we accept. But we forgot to complain ourselves. We only can see the mistakes caused from the others. And this is the reason why life fully and continuing suffering. Buddha means the one who awakes. And each of us, we also can be awake like the Buddha. Every morning when you open your eyes, what do we call? Wake up. If somebody still sleep deep, we need to come and tap on them, say, wake up. So that means every day we need to wake up. We need time to sleep. But if we sleep and never wake up, then that's something wrong. And we may die. So every day we need to wake up. And what do we do next? Get off. Get off from the bed and continue your life. Continue your day. What is meditation? Meditation is meditate on what is the symbol of wake up and get off.
Something you lie on every night, we lie down on bed for hours, maybe 5 hours, 6 hours, 7, 8 hours. But lastly, we need to get off from the bed and get going. Anything stay with us too long, we need to wake up and get off from that. Even we are using a car, we still need to get off the car. So wake up is something we need. Every morning, the first thing we do is open the eyes, and at the moment we open our eyes, we call wake up. And every night, what do? We close our eyes to sleep. We do two things every day. Open your eyes and close your eyes. But when you close your eyes, it's a time to be silent and sleep. When you wake up, you open your eyes to get off your bed and do some work. And this is how Buddhists practice. We need to wake up and do something for benefits the others. But the last moment of the day, the last thing of the day we must do is lie on bed quietly, close our eyes, and let sleep. But that is the time for us to reflect, to come back to ourselves. That is the time you want to be totally lights out, quiet, and sleep. We need to do that. Without sleeping, we cannot survive. Without wake up, we cannot do anything. So same thing, if we do not understand what happened to our daily life, what happened to our situation, what happened to our relationship, we are unable to keep the relationship healthy. Sometimes there are trees still survive but very weak. No fresh, no healthy. But some trees very survive, very healthy. Because they can take the sunshine, the water, they can take a lot of energy to keep them survive, to keep them alive. Same thing. We receive a lot of support, food, drinks, entertainment, learning, study. We receive many conditions to keep us alive. Everything is needed. But if one thing we too extreme, that is not the way. So the Buddha advised us, middle path, moderation. That's why you see the Buddha has the middle dot right in his forehead. When you join your palms to bow the Buddha, you put right here, not on the left, not on the right, but right in the center. When you see the incense pot, right in the center. When you stick the incense into the incense pot, make sure it's stand and right in the center. I always remind you to balance your life. We need some entertainment. But entertainment is not the main thing for life. We need some time to have fun. But if you always have fun, then life is no meaning. Sometimes we can stop and have fun for a little bit. But you still need to go back to your main thing. You go to school. If you are elementary, you have few recess time a day. But only 50 minutes break. You need to go back to your main work. Right? If you go to work, you have coffee break for 10-15 minutes. After that, you need to go back to your main work. Then what do we learn from that? Breaking time, entertainment time, gaming time is only extra to keep us, you know, happy and refreshed. But main thing, we need to come back to our main work. What is the main work here? Doing something that may bring real benefit to ourselves, to our loved one, and to the society.
There are things called garbage. But before they become garbage, they're very useful, like the flowers. This flower will become garbage. But before it becomes garbage, it's very useful, very beautiful. This afternoon, one family make a very beautiful gift to present to the monks and the nuns. They very well grab. After they brought into the room, we just teared off and we take things from our inside. But when the first thing what we do is we need that wrapping paper and make it look nicer. This body will become ash in one day. But before it becomes ash, it's useful. We need to wake up and use this body right, so we won't waste. And if we're able to do that, we are celebrating this day meaningful. Buddha never need us to come here to say, "Oh, Buddha, we are so happy to celebrate your day." But this is the day we celebrate in order to remind us. Every one of us, we have something need to be complete. We must complete our role as a mother, as a father, as a son, as a daughter, as a student. Every one of us, we play a role here. And let us complete our role. So if one day we become ash, there's nothing to be regret, because we have done the best we can. You see what I mean? And if you're able to do that, then you can see that you can meet Buddhists in every corner of your life, not only in the temple. Once you can get the key to open the door of the practice, you can practice anywhere. So next time, maybe this evening, before you go to bed, you wash your face, you brush your teeth, you look at the mirror. Sometimes we need to use floss to take something out of our teeth. Can you imagine? Just a small thing like that stick in your teeth, you feel uncomfortable. Then if something stick in your mind, how do you feel? Heavy, uncomfortable. We need to learn how to get rid of that, so we feel relaxed, light, and release. What can help that? If we are unable to practice, nothing can happen. What is the practice mean? Try to do it. Something is hard, but if we try to do it, it's not hard at all. Hard doesn't mean we cannot do it. Just try. Make it. Like you go to school. You want to upgrade all the time. You don't want to step at the same lesson for years. It's boring. Try to do something new. Make ourselves newer each day. So what is the meaning of celebration, the new year? Actually, every day the same. But we need to cut off the term and declare this is the new year day, so for all of us to have a chance to renew ourselves. You didn't do good last year, try to do good this coming year. This is the chance for you, for us to be changed. But actually, if we look deeply, everything stays the same. First, the new year day or the last day of the year, we still eat, drink, and breathe and do everything the same. But it is a chance for us to change ourselves. So today, we are gathering here to celebrate this day, this special day of the Buddha. It's also a chance for us to remind ourselves, what can I do to complete the fruit? We used to call the day that the Buddha completely finished his practice. The day that he became the Buddha.
And every one of us, we also have something to do. And let's remind us and try the best to complete what we're supposed to do. Thank you for your attendance and your listening. Hope that you all have a wonderful weekend and the coming new year. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, trong dịp lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Chiều hôm nay đại chúng có khỏe không? Hồi nãy Pháp Hòa nhìn ra sân thấy trời tuyết và lạnh. Mà quý sư cô thì thấy chương trình thì để 6 giờ, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam, thành thử phải dời tới 7 giờ. Tại vì mình có cái câu không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam. Thành thử ra cái chuyện đi trễ là cái chuyện của mình đó. Hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau trong cái không khí vui mừng, chúng ta đón mừng ngày thành đạo của Phật Thích Ca. Danh hiệu của ngài tiếng Phạn gọi là Sakyamuni. Chúng ta phiên âm cái chữ đó bằng cách là chúng ta đọc Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca nghĩa là người có khả năng. Chữ Mâu Ni nghĩa là tĩnh lặng. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống với tĩnh lặng. Đôi khi chúng ta sống ở trong đời, chúng ta sợ sự yên tĩnh, cho nên chúng ta thích ồn ào. Hễ vắng thì chúng ta mở nhạc, mở tivi. Lên xe chưa kịp đóng cửa, chúng ta để cái chìa khóa vô là mở lên, cái là chúng ta nhấn cái nút radio lên liền, hay là cái bản nhạc lên liền, rồi sau đó mới đóng cửa nói chuyện sao. Chúng ta rất sợ sự yên tĩnh. Nhưng mà thưa đại chúng, thủy chung chúng ta cũng phải trở về với sự yên tĩnh. Thành đạo nghĩa là chúng ta mừng cái ngày Đức Phật đã trọn vẹn cái con đường của ngài đã chọn, và ngài tu tập đến cái kết quả cao tột. Mỗi người trong chúng ta ngồi đây, ai cũng đã chọn cho mình một con đường để đi, phải không? Không ai mà không chọn một con đường hết. Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mên, lỡ mang cái danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Lỡ đi vào chốn cõi không, cửa không là người đi tu đó, thì phải tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Vậy thì ai cũng lỡ hết. Ngồi đây có người một lỡ, hai lỡ, ba lỡ, mà có người bốn năm đứa con là năm cái lỡ. Vậy thì trong chúng ta ai cũng đã từng có cái chữ lỡ là mình nói thôi, chứ thật sự là cái đó là con đường mà chúng ta chọn. Đức Thế Tôn của chúng ta là một thái tử, nhưng ngài đã từ bỏ cái cung vàng địa ngọc đó để ngài chọn cái con đường gì? Con đường đi tu làm một khất sĩ. Thay vì ngài làm thái tử, ngài không làm. Thái tử là ăn sao? Ăn trên ngồi trước, ăn sang mặt trọng. Nhưng mà không làm cái chuyện đó, lại chọn một con đường đi làm gì? Đi làm một người khất sĩ. Mà người khất sĩ thì ăn mặc đơn sơ, đổi áo cà sa thay cho y phục vương quyền. Đó là một câu trong cái bài hát nói về cuộc đời của Đức Phật. Ngài đã chọn một con đường là cắt tóc râu. Tức là người tu bây giờ là phải cạo đầu, cạo râu. Để làm gì? Để sống một cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng. Vậy thì đây cũng là chọn một con đường.
Quý vị ngồi đây ai cũng có một con đường, nhưng mà con đường của mình đi hồi cái mình chán, mình nói thôi tôi muốn đi. Thành ở đây phải lập ra cái tòa để chuẩn bị xử những chuyện muốn dừng của mình. Thưa đại chúng, là thành thử ra cả đời chúng ta, chúng ta tưởng niệm ngài Đức Phật thành đạo mà hình như chúng ta chưa thành cái con đường gì chúng ta đã chọn hết. Nửa đường là gãy gánh, tu cũng nửa chừng, tu nghỉ tu, thậm chí tu chứ đừng nói đi xuất gia nha, làm Phật tử tại gia đi chùa công quả thôi đó, vậy mà giận giận cũng nghỉ. Chỉ chọn một Phật, làm một Phật tử đi chùa tu thôi mà buồn buồn cũng nghĩ. Thành thử ra mình biết. Vậy thì cái ngày hôm nay là chúng ta làm gì? Chúng ta trở về, chúng ta nhìn lại. Đức Phật không hề cần chúng ta làm một cái lễ này cho ngài. Đức Phật chưa bao giờ cần chúng ta làm lễ Phật đản sanh, Phật thành đạo, Phật niết bàn, Phật xuất gia. Các vị Bồ Tát không hề cần chúng ta làm bất cứ cái lễ gì cho quý ngài. Nhưng mà tự thân chúng ta thấy được các cái ngày kỷ niệm chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng làm để làm gì? Không phải để mừng các ngài, để các ngài phù hộ, mà là để chúng ta lập tâm phát nguyện, nhắc nhở chúng ta một lần nữa chúng ta cần phải thành tựu những gì chúng ta đã chọn. Bởi vì nếu chúng ta không làm xong thì chúng ta không thể đọc được cái câu cuối là đều trọn thành Phật đạo. Mình làm chưa rồi việc gì của mình á. Cho nên ráng, cái gì chúng ta chọn thì chúng ta phải làm. Mà làm trọn được như vậy, mà hỏi sao mà trọn, làm sao mình biết mình trọn đây? Thưa đại chúng, trọn là gì? Trọn cái tấm lòng của mình. Chứ còn việc thì làm sao trọn hết được. Ví dụ như bây giờ mình có con, phải lo cho con. Mà con mà nó sanh sao mình thì phần lớn là mình phải lo cho nó đến ngày mình viên mãn, mình đi về với ông bà theo cái diện bảo lãnh, gọi là diện bảo lãnh ông bà. Nhưng mà cũng có nhiều khi nó sanh ra nó bệnh tật, mình phải chăm sóc cho nó đến ngày nào nó viên mãn thì lúc đó mình cũng đã trọn cái việc của mình. Có nhiều khi nó đi trước mình sao? Vậy thì một là nó đi trước, hai là mình đi trước. Người nào đi trước là mình chọn. Chứ còn việc thì nó mãi mãi nó đi như vậy. Nhưng mà mình đang còn sống đây thì mình ráng mình làm trọn những gì mà chúng ta đã gánh, đã cưu mang. Ví dụ như hôm nay, hôm nay là chùa tổ chức lễ thành đạo, thì cái các vị vị trụ trì cũng như các sư cô đây là bữa nay, nói theo ngoài đời là cái gì, bữa nay là tổ chức xô thì phải làm tròn cái vai của mình, làm cho trọn, nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị. Rồi em mà bỏ nhà bỏ cửa chạy qua đây cũng phải làm tròn một cái xô của mình. Dù có mệt cỡ nào, mấy cô vô báo thầy ơi tới giờ rồi nghe, thì phải ngồi dậy bắt đầu áo mão cân đai vô để chuẩn bị. Rồi tối hôm nay là mình đã xong một ngày. Vì thưa đại chúng, là tất cả chúng ta lớn nhỏ trẻ già ai cũng có cái bổn phận của mình phải làm hết. Mà chúng ta hãy sống với cái bổn phận của mình cho tròn. Để làm chi? Để mình không có hối hận. Nói cho cùng, nghĩ cho tận thì trước sau gì, bất cứ vật thể gì, con người hay vật, nó đều trở thành ra cát bụi và rác hết. Nhưng mà trước khi nó thành rác, nó là một thứ rất hữu dụng. Chẳng hạn như cái bình hoa này, nó sẽ thành rác đó, nhưng mà hiện tại đây nó là một bình hoa đẹp và hữu dụng. Thân mạng của chúng ta đây, một ngày nào đó đẩy vô trong cái lò bấm lại 6 tiếng đồng hồ sau còn ngủ. Nhưng mà chúng ta hãy dụng cái thân này trước khi nó trở thành một hũ vô tri chỉ nằm đó, thì nó là một cái gì đó nó rất là linh động. Cho nên cái quyển kinh mà chúng ta tụng đây đó là quyển kinh chết. Quyển kinh này là quyển kinh chết, Death Bible.
Nhưng mà chúng ta nhờ cái quyển kinh chết này để nó thể nhập, lấy cái quyển kinh chết này thể nhập vào một con người đây, để chúng ta trở thành một quyển kinh linh động, sống biết tùy duyên, biết tùy thuận, biết nhu nhuyến, biết tiến biết thối, sống với cái biết. Mà biết là gì? Biết là giác. Cho nên Đức Phật giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Nói cho rõ hơn là Đức Phật bây giờ đã thành tựu cái biết hoàn toàn. Cái biết hoàn toàn là biết cái gì? Biết cái thật tướng của mọi sự mọi vật. Biết con người là có sanh già bệnh chết. Biết bàn ghế tủ là cái thứ gọi là thành trụ hoại không. Biết cái vũ trụ này là sanh trụ dị diệt. Biết rõ cái thân này là đất nước gió lửa. Rồi biết á, khi mà mình còn thương mình nói vậy, mình hết thương mình nói khác. Biết là con người là cầu muốn không được là khổ. Biết là con người là thương yêu mà xa lìa là khổ. Biết là thù ghét mà gặp gỡ là khổ. Phật biết hết. Phật biết cái gì gọi là vô thường. Phật biết cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là quả. Cho nên đạo lý nhân quả không phải do Phật đặt. Đạo lý vô thường không phải do Phật đặt. Mà Phật là người ngồi tĩnh lặng, gọi là ngồi thiền đó, để Đức Phật phát hiện ra nó trên đời này, những cái đó nó đang xảy ra. Rồi bây giờ Phật nhắc nhở chúng ta để cùng biết với Phật. Mà hễ mà chúng ta cùng biết thì chúng ta làm gì? Chúng ta cùng an vui. Biết để làm gì? Biết để sống tốt. Ví dụ như biết thân người giả tạm để chi? Đâu phải để ngồi rầu. Mà biết thân người giả tạm để sống có giá trị của cuộc sống. Thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta có hai cái gương. Cuộc sống chúng ta có hai loại ghi kiến. Một cái loại kiến là chúng ta nhìn thấy ở ngoài đường, và một loại kiến chúng ta chỉ nhìn thấy mình. Cái kiến mà nó trong là mình thấy ngoài đường, mà cái kiến mà nó có sơn ở phía sau một lớp thì kiến nó để thấy mình. Ngày nào mình cũng xài loại kiến đó hết á. Nhưng mà đa số là mình thích kiến trong hơn kiến này. Nhưng mình nhìn kiến này thường đó, nhưng mà mình quên nhìn mình. Mình có cái kiến nè để nhìn, cho nên trước khi ra cửa là phải soi gương cái. Hồi đó có một vị sư bà đi tu rồi, còn trẻ, lúc đi tu còn trẻ lắm. Một hôm sư bà soi gương, sư bà làm bài thơ: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Tiếc chi ba sợi tóc, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được mấy chương, mới học được mấy trang. Biển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Một cái bài soi gương đơn giản và rất là nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà nếu chúng ta đọc từng câu, chúng ta nghiệm lại thì chúng ta đó là một bài học. Mình nhìn mình nè, thí dụ thầy chùa phải trọc đầu chứ không lẽ mọc tóc. Cho nên cái câu là soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Mỗi người chúng ta ai soi gương lại thì cũng thấy thân phận và bổn phận của mình. Khóc gì nữa, ham vui có chồng thì phải có con. Ham vui có vợ thì phải có con. Mà có con thì phải chăm sóc, phải không? Mà nếu mà nó đứa con mà nó dễ dãi thì mình nhờ, mà nó khó là mình phải lo. Nói chung là có cái gì là phải lo cái này. Hễ mà người mà xấu rồi thì không có gì phải lo nữa hết. Khỏi trang điểm, mà hỡi người đẹp cái bờ hơ rầu. Nó đẹp nó cũng có cái giá của đẹp. Tại vì đẹp mà muốn đẹp hoài cho nên phải chỉnh trang, phải nhổ, phải làm đủ thứ cho nó, để cái đẹp này nó mãi. Hỡi có gì đâu mà phiền. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Rồi tới hồi mình phiền muộn rồi thì cuối cùng mình phát hiện ra một chân lý: thôi nín đi mà học.
Mỗi con người chúng ta ai cũng có bổn phận rồi, phải học suốt cả đời về cái cuộc đời của mình. Ngày hôm qua mình sống như vậy, ngày nay mình đã có khác rồi. Ngày hôm qua mình có một bài học của ngày hôm qua, ngày hôm nay mình có bài học của ngày hôm nay, ngày nào cũng có một bài học mới. Cho nên Thích Ca Mâu Ni là người có khả năng sống tĩnh lặng. Chỉ có khi nào có tĩnh lặng mình mới thấy được chính mình. Thành thử mình bây giờ là đệ tử Thích Ca. Chính mình đệ tử Thích Ca cho nên mình mới dám đọc cái câu Nam Mô Bổn Sư. Bổn Sư là gì? Là ông thầy của con. Tiếng Anh nó dịch là My Teacher, My Root Teacher. Dành, sợ người ta dành với mình. Lúc nào đọc danh hiệu Phật lên cũng nói liền Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì thầy của con là Bổn Sư Thích Ca, thầy của con là Bổn Sư, mà thầy của con tên là Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu mà chúng ta hiểu cái nghĩa nó sâu chút nữa đó, thầy của chúng ta nghĩa là cái người dẫn đạo cho chúng ta để trở về được cái sự thành tựu đó, không ngoài sự tĩnh lặng. Nếu có sống được tĩnh lặng thì tĩnh lặng đó là Bổn Sư của mình. Quý vị có hiểu được cái nghĩa sâu của cái chữ Bổn Sư Thích Ca? Về hình tướng thì mình nhận Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là thầy của con. Nhưng về mặt lý thì chúng ta tu hành không có gì hơn là khi chúng ta biết trở về với cái sự tĩnh lặng của chính mình. Vì chỉ có khi nào mình trở về sự tĩnh lặng mình mới thấy được cái lỗi của mình. Còn không thì mình chỉ thấy lỗi người thôi. Mà mình sống mà lúc nào mình cũng nhìn ra cái tấm gương mà nó trong đó, mình thấy toàn người ngoài. Mình thấy, ê, cái ông nó không đi, còn cái tướng đi thấy cười không? Gọi cô nó đi, trời ơi, đà trời mùa đông mà ăn mặc thấy ớn không? Ôi chà, mình nhìn ra ngoài mình nói đủ kiểu đó. Nhưng mà rồi cũng có cái người khác, người ta đứng cửa sổ bên kia, người ta ngó qua, nó có cái bà gì mà đứng kỳ cục tối ngày cứ chỉ người ta hoài. Mình có một tấm gương để nhìn người khác thì người khác cũng sẽ có một tấm gương để nhìn thấu qua mình. Cho nên Pháp Hòa có một lần có một em nó lên nó đi tu học mà nó cứ phiền muộn người này người kia hoài. Thì bữa nọ nó lên nó cầm lên vậy, Pháp Hòa hỏi đâu, đứa nào chọc con đâu, con chỉ thầy coi. Thì nó vừa giơ cái tay nó chỉ cái người đó, cái Hòa chụp cái tay nó liền và nó con thấy gì không? Một cái ngón tay con chỉ người khác, ba ngón tay nó chỉ lại con. Chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề. Đó, nhiều khi cuộc sống của chúng ta là chúng ta quên cái điều đó. When you use one finger to point to someone else and you forget there is another three fingers point back to you. Mà cái người mà ngộ, cái người mà chúng ta sống được cái tĩnh lặng là chúng ta thấy từng cái sự việc trong cuộc sống hàng ngày, mà chúng ta thiền, cái thiền quán chúng ta nó trải dài trong cuộc sống. Cái thiền quán của chúng ta trải dài trong cuộc sống. Cho nên đó, cái giờ phút mà chúng ta tĩnh lặng trên tọa cụ Bồ Đoàn một đêm, một tiếng, hai tiếng đó, là cái giờ đó là giờ tu. Nhưng mà cái tu đó là tu có thời, có giấc. Còn cái này gọi là gì? Thời tu nè. Nhưng mà nó có một loại tu nữa kêu là trường thời tu. Trường thời tu là tu sao? Tu dài dài trong cuộc sống. Cho nên tại sao có khóa tu? Khóa tu là một khoảng thời gian để mình thúc liễm mình tu. Cái đó là khóa tu. Nhưng mà thật ra tu không có khóa. Tu dài dài trong cuộc sống. Cho nên cái đó gọi là trường thời tu. Cho nên mình cũng vậy. Khi nào mình nhắm mắt ngây đơ, tắt thở, chết, ta kêu chết. Mà chết cái đó là gì biết không? Nhất kỳ sanh tử, một lần rồi sẽ chết. Nhưng có một cái chết mà chúng ta cần chết mỗi ngày, đó là chúng ta chết đi những cái tật xấu, những cái thói hư của mình. Đó, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Chữ biến là gì? Chữ biến là đổi. Chữ dịch là dời. Chúng ta chỉ cần dời đổi, biến chuyển cái tánh tình kỳ cục của mình thôi, mà người ta thấy mình, ta thấy mình bây giờ thay đổi quá chừng chừng, bất khả tư nghì. Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Cái chết đó cần nên có.
Còn một lúc nào đó mình nhắm mắt mình chết là cái đó ai cũng sẽ có ngày đó. Rồi có một ngày chinh chiến tàn ta lại gặp ta, rồi sẽ có ngày đó thôi. Nhưng mà phải có. Bây giờ trong chúng ta đời sống hàng ngày đấy, chúng ta nói thương, nói yêu, nói đủ thứ hết. Hãy biến những lời nói đó thành hiện thực bằng cách là chúng ta hãy thay đổi cái cách sống của mình để làm cái người thương của mình giảm khổ vì cách sống của mình. Thì như vậy gọi là thành đạo chứ gì đâu. Mình biết cái người thương của mình không thích mình cái điểm nào thì hãy nên đổi cái điểm đó để biểu lộ cái tình thương của mình với người đó. Tới hồi mình uống xỉn vô rồi mình nói bậy nói bạ nói tùm lum, xong cái mình tỉnh dậy cái mình xin lỗi, mình nói tại xỉn. Thì không lẽ lần nào cũng tại xỉn hoài. Thành thử ra cái đó không phải là cái cách. Mà cái thành đạo mà chúng ta đang nói ở đây là chúng ta trọn vẹn và chúng ta biết nhìn lại và có khả năng sống với cái sự tĩnh lặng của chính mình, gọi là năng nhân tịnh mặc. Vậy thì đâu phải chỉ có Đức Phật mới có khả năng sống với năng nhân tịnh mặc đâu. Đâu phải chỉ Đức Phật mới có, mà tất cả chúng ta đều có khả năng đó. Và nói một cách khác hơn là không có cái gì bằng khi chúng ta, cái chúng ta phải nhận một điều để làm hướng dẫn cho chúng ta, đó là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng chính là bổn sư của mình, chính là người thầy dẫn đường chỉ lối cho mình, chứ không có gì khác hơn. Quý vị để ý cái người mà người ta có sự tĩnh lặng thì lời nói người ta làm sao, nó chuẩn mực hơn. Còn cái người bọt chợt, cái người mà lúc nào cũng phản ứng nhanh thì hay nói những cái lời nó hớ, rồi sau đó phải nói xin lỗi thế này thế kia. Còn cái người mà sống mà có sự suy nghĩ trước khi mình nói thì lời nói nó khác lắm. Người có suy nghĩ trước khi hành động, hành động nó khác lắm. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái chuyện nhỏ xảy ra ngày hôm qua ở bên Windsor. Hôm qua khóa tu một ngày xong rồi, tính 10 giờ rồi, thì Pháp Hòa thấy đại chúng ở xa đến còn ngủ lại chùa cũng đông. Và thấy cho quý vị, muốn cho quý vị có được một cái buổi gọi là trọn vẹn, cho nên mình tuyên bố là sáng chủ nhật, tức là sáng hôm nay đó, sẽ có một thời công phu sáng. Xong rồi thì khuya về mình nằm lại, cái mình suy nghĩ, cái mình nhớ trực lại. Trời ơi, đa số là ta ở xa không à, không cho ta ngủ thêm chút nữa sao ta lái xe về nổi. Rồi mấy đứa con nít con của người ta dẫn lên chùa đó, nó đã, nó con nít nó về chùa là đã một cái khổ cho nó rồi. Bắt nó ở chùa cả ngày, mà sáng mai mà 5 giờ bắt nó dậy chắc lần sau kêu nó chắc là nó phiền dữ lắm. Mà bây giờ mình lỡ tuyên bố rồi, thì lúc đó mình nói thiệt, khi mình tuyên bố một cái việc mà mình lại quên, mình cứ chú tâm vô người lớn mà lại quên, quên con nít, rồi quên những tài xế lái xe xa, chỉ nhiêu đó thôi. Mà từ sáng có hoài thấy khó chịu là mình tới 5 giờ rưỡi giật mình dậy định chạy ra tuyên bố nó thôi khỏi công phu, quý vị cứ tiếp tục công lưng. Nhưng mà ra thì trễ rồi, người ta đã dậy hết rồi. Đó, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như chỉ vậy thôi mà Pháp Hòa nói thiệt. Rồi mình nói sáng là mình chắc phải rồi đi gặp mấy chú tài xế đấy, xin lỗi quên mấy chú phải lái xe. Chứ nếu mình sống mà mình nghĩ, mình vừa nghĩ tới người này mà mình nghĩ tới người khác thì tự nhiên người ta lái xe xa cho ta ngủ thêm chút, đâu có phải thành đạo đắc quả gì bởi thời kinh. Nhưng mà nếu mà người ta ngủ đủ thì người lái xe khỏe, rồi mấy đứa con nít nó ngủ trễ hơn chút thì nó thoải mái hơn, mai mốt nó nhẹ nhàng trong việc đến chùa hơn. Bao nhiêu đó thôi mà Pháp Hòa cả buổi sáng khó chịu. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là nhiều khi trong cuộc sống mình chỉ thấy một mà mình quên thấy cái hai, mà chúng ta cứ vấp phải cái lặt vặt đó hoài dài dài trong cuộc sống. Vậy thì sáng nào chúng ta cũng mở mắt để tỉnh, rồi tối nào chúng ta cũng phải ngủ để trở về với sự tĩnh lặng. Mà trở về với sự tĩnh lặng tức là chúng ta nhìn lại những gì một ngày đã đi qua, để rồi ngày mai
Chúng ta mở mắt ra, chúng ta phải rời khỏi chiếc giường đó, chúng ta phải thực hiện những gì chúng ta phải cần làm. Như vậy mình không thẹn là đệ tử Phật. Rồi không thẹn là mỗi ngày mình cứ đọc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy của con, thầy của con là người có khả năng sống tĩnh lặng. Thế thì ngày nào con cũng tự quy Phật mà, phải không? Tụng kinh xong là phải tự quy Phật, nghĩa là con tự quy y với cái sự giác ngộ ở nơi con. Mà sự giác ngộ đó là gì? Đó là sự tĩnh lặng. Chỉ có tĩnh mới giác, còn người mê thì không thể giác. Tĩnh mới giác, cho nên kêu tĩnh giác. Người còn mê thì không thể là tỉnh giác được. Vậy thôi, hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và chúng ta cùng nhau đón mừng hay là kính mừng cái ngày lễ của Đức Thế Tôn thành đạo. Không có gì khác hơn là chúng ta làm cái việc đó. Chúng ta nhắc nhở chúng ta, chúng ta mỗi người ai cũng có cái bổn phận để mà thành tựu. Mỗi người chúng ta đang có một cái công việc chúng ta đã chọn và chúng ta phải nguyện thành tựu. Chờ nãy sau khi mà chúng ta tụng kinh xong rồi, hai vị tụng cái bài nguyện đem công đức này, thì Pháp Hòa tụng cái bài gì với đại chúng đó? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và kính thưa đại chúng, đó là bốn lời nguyện mà ngày xưa Thế Tôn đã phát nguyện. Và nếu chúng ta nghĩ cho kỹ thì sự tu hành của chúng ta cũng không ngoài bốn câu này. Nếu không có chúng sanh khổ thì mình độ ai? Mà vì có chúng sanh khổ cho nên họ là đối tượng để mình phát tâm mình tu, gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy thì cái lời phát nguyện đầu tiên lấy cái gì làm chuẩn? Vì lòng từ bi mà làm chuẩn. Phải có lòng từ bi mới thấy chúng sanh khổ mình mới nguyện độ. Phải có cái trí tuệ rõ ràng cho nên thấy phiền não vô tận phải đoạn. Phiền não là sao? Những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhặt cắt bớt đi. Thí dụ này không? Ví dụ như mình là thượng tọa mà ta lên giới thiệu mình, ta quên thượng tọa cái mình buồn. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng, cho nên hồi nãy quý vị nói sư cô dặn con phải giới thiệu thầy là đại đức hay thượng tọa, qua đó chữ thầy là đủ rồi, khỏi thượng tọa khỏi đại đức vậy, thầy là khỏi, bảo đảm không có lỗi, chữ thầy sợ còn chưa dám nhận nữa. Mà thầy này không phải thầy của ai đâu, thầy tu thôi. Cũng giống như ông thầy đi dạy học trong trường thì kêu thầy giáo, ổng làm thầy giáo kêu thầy giáo. Còn ông thầy này ổng tu kêu thầy tu. Cho nên cũng đừng phiền gì, ổng là gì mà tôi phải kêu thầy. Tôi lớn tuổi hơn ổng mà biểu tuổi tôi kêu thầy. Cái chữ thầy mình gọi đây không có nghĩa là giai cấp lớn nhỏ, mà kêu đúng cái phẩm vị của cái người đó. Thầy tu gọi thầy tu, thầy giáo gọi thầy giáo. Cũng giống như mình gặp cái ông đó, hàng ngày mình gặp ông ở nhà, mình kêu ông 5, 3, 7, 8 gì đó. Nhưng mình đi vô bệnh viện mình gặp ông là dạ chào bác sĩ, dạ chào luật sư. Thì nếu mà người luật sư thì mình gọi luật sư, bác sĩ mình gọi bác sĩ, thì thầy tu mình gọi thầy tu. Chứ có phiền hà gì đâu, phải phiền nó tôi lớn tuổi hơn ổng, tôi phải gọi ông bằng thầy tu, không chịu. Thầy ông thầy tu chứ thầy tu. Rồi mỗi người chúng ta có bổn phận mà. Cho nên hồi đó mà nhớ có cái câu đối vui thôi. Tôi nói vợ một, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả. Thầy tu, thầy chùa, chùa thầy cứ việc thầy tu. Rồi chúc đại chúng có buổi chiều an vui. Và cái mùa lễ này chúng ta lại nhận thêm một ít ý nghĩa nữa để làm cái tư lương cho chúng ta. Và thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ rằng bất cứ lễ nào trong Phật giáo, dù là lễ thành đạo, lễ đản sinh, lễ niết bàn hay là vía Bồ Tát Quan Âm Phổ Hiền gì đó, đều là sự nhắc nhở chúng ta phải trở về với những cái hạnh của chư vị đó để chúng ta tu tập. Như thế thì chúng ta mới đúng là cái tinh thần tổ chức kỷ niệm các ngày lễ vía của quý ngài.
Còn không thì chúng ta chỉ tập hợp cho đông đảo, tụng một thời kinh, ăn cơm rồi đi về thì nó rất là uổng. Mà chúng ta nhắc nhở với nhau về những công hạnh của quý ngài. Hôm nay chúng ta nhắc nhở với nhau về sự thành tựu của Đức Phật hàng phục các ma quân. Hôm nay chúng ta nhắc nhở với nhau Đức Phật chúng ta gọi là Bổn Sư Thích Ca, nghĩa là thầy của con, là người có khả năng sống với sự tĩnh lặng. Thì chúng ta cũng phải có một người thầy tĩnh lặng đó để dẫn cho tâm hồn, dẫn cho mình đi đến nơi đến chốn. Còn sống mà chúng ta đủ xứ những cái tạp loạn thì chúng ta khó mà tĩnh lặng được. Mà một khi tĩnh lặng không có rồi thì tuệ giác không có sanh. Và tuệ giác không sanh thì chúng ta có thể khởi tạo rất nhiều khổ đau phiền não cho chính mình và cho người thương của mình. Chúc đại chúng an vui một mùa lễ Phật thành đạo viên mãn.